Ecomax xin chào anh chị ạ. Hôm nay Ecomax xin giới thiệu tới anh chị dòng sản phẩm ấm siêu tốc tới từ thương hiệu của Elmix với mã sản phẩm KEE1777. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào ạ. Bên trong thì được có quyển catalog của hãng ạ. Như anh chị đã thấy thì đế được bao phủ một lớp ni lông để chống cháy xước. Dây đế thì được dài khoảng 70 cm. Bên trong đi kèm thì gồm có quyển sách hướng dẫn và phiếu bảo hành. Ấm siêu tốc cũng được bao phủ bởi một lớp ni lông để chống cháy xước. Với công suất lên tới 2200W, dung tích là 1,7 lít, chất liệu được làm từ inox 304, phủ sơn tĩnh điện, lắp thì sử dụng nút nguồn thì dùng nút cơ. Ngoài ra thì có mức để hiển thị mực nước bên ngoài. Đối với cái dòng Elmix thì sẽ có thêm đồng hồ hiển thị nhiệt độ. Đây, bên trong thì lắp thì được bên trong là inox 304 ạ. Nắp thì là inox, bên trong bên ngoài bên trên thì gồm có gắn chút đá kim cương. Để đặt mua sản phẩm, anh chị ấn vào nút mua trên trang web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới nhân viên bán hàng qua số điện thoại 0243 965 6067. Ecomart trân trọng cảm ơn ạ.